Hệ thống thế giới điện máy MediaMarkt, tháng khuyến mại xả hàng không lợi nhuận. Ở đâu bán rẻ, chúng tôi bán rẻ hơn. Tặng ngay 8.000 thẻ gift card tổng ngân sách 5,5 tỷ đồng cho 8.000 khách hàng đầu tiên. Chỉ với đơn hàng 299.000 đồng, tặng ngay phần quà trị giá lên tới 1.490.000 đồng. TV LED 23 inch giá cực sốc 2.990.000 đồng. TV LED sáp 39 inch Full HD giá sau trừ khuyến mại 6.690.000 đồng. Điều hòa 1.9000 BTU giá sau trừ khuyến mại 4.490.000 đồng. Loa vi sóng 20 lít giá sốc 790.000 đồng. Thế giới điện máy làm MediaMarkt.